Quý vị đang theo dõi phần tin tức của Lý Sài Gòn TV qua phần trình bày ngày hôm nay của lập sơn Hoàng Trầm Thủy có thể nói rằng thân phận số phận của những người tị nạn Syria hiện nay đang như chỉ mảnh treo chuông à, những người nào đã đã được định cư rồi tức là đến châu Âu đến Đức đến áo định cư rồi thì cái số phận của họ quá tốt con em của họ ngày hôm nay được có một cái chỗ thật là ấm cúng ăn uống ngon được đi học à, thế nhưng những con tàu đưa những người tị nạn Syria rời khỏi khỏi Syria để đến Hy Lạp để đến những khu biển địa Trung Hải để vào Lampedusa một cái hòn đảo nhỏ ở Ý rồi từ Ý họ tản mát đi khắp nơi ngày hôm nay tất cả những người này đang bị cả thế giới nhìn vào và đây là một trong những câu ngạn ngữ mà chúng ta vẫn nghe hoài đó ở người một Việt Nam con từ xưa đó. làm rầu nồi canh. một con sâu làm giàu nồi canh và thứ nhì nữa đừng vơ đũa cả nắm không thể nào một vài kẻ khủng bố mà cho à, họ đó là những kẻ này từ syria rồi vào thực hiện vụ tấn công nhưng mà nhìn kỹ lại cái chuyện này đó thì họ, những người này không phải là những người syria lập ra biết kẻ chủ mưu đó lại là, là người pháp kẻ chủ mưu là sinh ra ở bỉ và sống ở pháp những người này đó yeah. kẻ chủ mưu là họ sống ở pháp và ở pháp có thể nói trong thời gian qua có cả ngàn hàng ngàn người quốc tịch Pháp đã mà gốc hồi giáo rời khỏi nước Pháp để tham gia ISIS chiến đấu ở Syria vì thế mà thế giới bây giờ họ bắt đầu vơ đũa cả nắm nhất là ở tại Hoa Kỳ đây là một bản tin rất buồn ngày hôm nay ông Tân Chủ tịch của Hạ viện là ông của Đảng Cộng hòa là ông Paul Ryan tuyên bố vào sáng ngày hôm nay ông sẽ đưa ra một dự thảo nghị quyết yeah. ở tại Hạ viện để đặt cái nỗ lực của tổng thống Obama đón nhận 10.000 người tị nạn Syria on hold nghĩa là không phải là hủy bỏ cancel hoàn toàn yeah. nhưng mà chờ hoảng đợi, hoãn lại, hoãn lại, lại thôi để xem cái phương cách nào để đưa những người này sang tốt nhất nhưng mà điều này hoãn lại cũng có nghĩa đó, là đi theo với 25 tiểu bang của nước Mỹ này yeah, tuyên vâng. bố các vị thống đốc này tuyên bố họ sẽ không nhận những người tị nạn Syria và nói thẳng là những người Syria vào đây bởi vì họ nói chúng tôi quan tâm đến mạng sống của người dân của tiểu bang chúng tôi nhiều hơn. Thế nhưng đây là một cái tựa đề cho thấy rằng là tiểu bang California vẫn là tiểu bang đón nhận người tị nạn mà mở rộng vòng tay nhất và giới chính trị gia ở vùng Bay Area, San Francisco có thể nói San Francisco, vùng phía Bắc California là một trong những cái khu vực mà đầu óc thoáng nhất yeah. về chính trị, đó. nhất là những cái việc mà mở rộng để đón tiếp những thành phần gọi là uh, thấp kém hoặc là yếu đuối trong xã hội. Vì đó là lý do mà tại sao chúng ta thấy rằng California, ông thống đốc Jerry Brown đã cho phép di dân bất hợp pháp được có ID, bằng lái, này, có yeah. bằng lái, được này, đi học, được, được mượn tiền. California vẫn là tiểu bang đón nhận người di dân bất hợp pháp và bây giờ thì họ nói tất cả các tiểu bang khác đã không chấp nhận thì với những chính trị gia ở California phía bắc họ nói rằng chúng ta không thể nào làm ngơ và nhìn lại thân phận của chúng ta những quý khán giả chúng tôi biết có rất nhiều người chống đối bởi vì có những người nói rằng người di dân bất hợp pháp rồi Syria là những kẻ hồi giáo nó tàn ác rồi yeah. những thứ. nhưng một lần nữa À, chúng ta không nên vờ đũa cả nắm ngày hôm nay à, bản tin ghi nhận đó có những người hồi giáo họ rất là buồn trước cái bản tin này họ nói rằng bởi vì họ họ ra đường đó, và nhất là những người Syria họ, họ bị kỳ thị họ rõ ràng họ yeah, thấy yeah, là tất thị cả những rồi. bị kỳ thị và chưa kể đó ở tại một số các đền thờ hồi giáo ở Hoa Kỳ này đã bị tấn công yeah. họ nói rằng thế giới hiện nay có một triệu à, một tỷ sáu trăm triệu người dân hồi giáo một tỷ sáu trăm triệu người là theo hồi giáo chẳng lẽ một vài con sâu mà quý vị nói tất cả những người hồi giáo đều người là sâu Việt người Việt Nam mình cũng có những người theo đạo hồi giáo yeah. và vì thế một lần nữa không thể vơ đũa cả nắm không thể vì một tổng thống Obama đã nói rồi chúng ta đừng vì một vài vụ khủng bố như thế mà chúng ta lại đóng cửa làm ngơ trước làn sóng di dân của người tị nạn Syria. À, đây sẽ là một vấn đề tranh luận rất lớn. Thế nhưng điều mà khó khăn cho tổng thống Obama và ông sẽ gặp rất khó và kể cả những ứng viên tổng thống yeah. hiện nay nữa. Đảng Cộng hòa thì rõ ràng họ tuyên bố rồi chẳng chống hạn đối như là rồi. những người những người mà à, à, đang dẫn đầu đó đều tuyên bố Ben Carson nè, Donald Trump, Trump nè đều yeah. chống đối. Họ nói rằng ông Donald Trump ngày hôm qua vui là ông nói chứ bây giờ tại sao chúng ta thế giới không bỏ tiền ra mua một cái mảnh đất nào đó rồi đẩy hết những cái người thì tới đó đó là cái đầu óc của một người đầu tư real estate à, rồi ông Donald Trump ông nói đó đừng đưa người tị nạn tới Mỹ bởi vì Mỹ lạnh lắm yeah. ông nói ở Syria đó những người tị nạn này họ quen không sống nổi với đồng. cái nhiệt độ đó cả 90-100 độ quen rồi bây giờ đưa tới Minnesota À, cho Ngày nên, hôm nay cho nên đưa 30 về anh, độ Cho nên đưa về Cali là hợp nhất Cali là nóng Cali cũng còn lạnh lắm rồi, Vậy thì yeah. qua Arizona <laughs> à, Nhưng mà nói đùa thế thôi Nhưng mà thật sự ông Donald Trump thì ông không có đùa Ông nói là uh. bà uh, Nguyên mua một cái khu đất rộng Đẩy hết những người vào đó rồi ông Cái cái quan điểm của ông cũng đúng cũng Tốt yeah. lắm Ông nói không có ai tị nạn mà muốn sống ở một cái quốc gia thứ ba hay là thứ nghỉ rời quê hương ấy đó dạ. ai cũng muốn về thậm chí người việt nam chúng ta nếu mà quê hương bình an tự do dân dạ, chủ vâng. đó thì thực sự như người hồi giáo đó họ cũng muốn về lại quê hương của họ dạ, vâng. thì người syria những cái quan điểm này cũng thế họ tị nạn bởi vì đất nước của họ chiến tranh không ai muốn rời bỏ quê hương của mình đi hết đúng vậy hoặc dạ, lập dân vâng. hỏi tất cả những người tị nạn syria sẽ nghe họ chỉ có một câu nói thôi em chưa dám hỏi đâu đó họ sẽ nói rằng thực sự nếu không có chiến tranh tôi đâu có muốn rời khỏi quê hương bây giờ hỏi quý vị về việt nam nếu mà miền nam không bị cộng sản chiếm đóng chúng ta có sẵn sàng bỏ miền nam đi không 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 đâu có yeah. ai muốn bỏ quê hương xứ sở của mình đi đâu từ bé là lập sơn đã không muốn rời khỏi việt nam rồi thực sự là yeah. như thế đó là lý do mà thân phận người việt nam tị nạn chúng ta tôi nghĩ rằng cũng nên thông hiểu và thông cảm cho cái tình hình của người Syria. Yeah. Chúng ta đặt cái vị trí của mình vào cái vị trí của người Syria lúc này, quý vị sẽ thấy liệu rằng người Việt Nam chúng ta có muốn nghe những cái tư tưởng nói là Bốn mà... people, tụi bay sang đây là tụi bay chỉ lãnh welfare, gây hại đến nền kinh tế của nước Mỹ. Chúng ta có chịu được được những cái lời dèm pha đó hay không? Nhưng mà ngày hôm qua thì anh cũng có nói là bây giờ có thể là họ không có những cái tư tưởng đó, nhưng mà một mai mà khi họ nghe giảng đạo, ở lo người thì họ cũng cũng thay đổi tôi không tôi không nghĩ là như thế đâu tôi nghĩ yeah. tất cả những cái vụ khủng bố thành phần này đó trong xã hội ai cũng có cái thành phần bất hảo yeah. chỉ có điều mà những cái thành phần nó quá nguy hiểm yeah, là vâng. khi nó theo cái tư tưởng hồi giáo quá khích á là chúng muốn ôm bom tự sát mà cái chuyện đó là quá nguy hiểm thay vì dùng súng yeah, thì yeah. và chúng ta cũng để ý đó ở ở nước mỹ này những người da trắng những người gốc phi châu những người gốc ai trong xã hội cũng có thành phần xấu hết dạ bất vâng. hảo hết trơn ừ. bất cứ một dân tộc nào dạ vâng. không ai có thể nói chúng tôi đứng là dân tộc tốt nhất cả chính <laughs> vì thế đó những cái thành phần mà con sâu nó làm giàu nồi canh và chúng ta bị ảnh hưởng có thể nói đó à, những cái vụ mà cầm súng giết người chết vì súng nó còn nhiều hơn những cái vụ khủng bố trên toàn thế giới nữa Đúng rồi, mỗi dạ một vâng. ngày xảy ra biết bao nhiêu vụ giết người à, Và... Thêm uh, trở lại với cái bản tin ngày hôm nay đó thì uh, chính phủ nga đã nhận một cái bản tin như thế nào về cái cuộc điều tra về máy bay rơi Lạp Sơn. Ngày hôm qua đó thì Lạp Sơn có đọc một cái bản tin ở trên Fox News yeah. thì đã confirm cái chiếc máy bay rơi ở Sinai đó là do một quả bom tự chế ở nhà đã giết chết 224 người. Đó là lý do ngày hôm nay nga đã bắt tay với pháp và thả bom ở Syria có một điều chúng tôi rất là bực mình và chính phủ các quốc gia cũng rất là bực mình đối với chính phủ Ai Cập đó. Cho đến giờ này họ vẫn im Họ vẫn deny. Họ vẫn họ im phủ nhận, họ phủ nhận bờ. Anh quốc là Mỹ là họ nói rằng dựa trên những tin tức tình báo họ đã ngay từ đầu anh quốc đã khẳng định ngay lập tức ngay từ đầu ông thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố là đây là vụ bom do ISIS tấn công. Ai Cập vẫn im lặng và cho đến giờ phút này À, ai cập vẫn im lặng không có lên tiếng gì về cái việc điều tra để tìm hiểu xem có phải là nhân viên trong phi trường yeah. là đã đi theo isis để rồi hỗ trợ cho những kẻ đưa bom lên đây làm sao có thể sao họ có thể? không muốn mất mặt họ không muốn bị làm sao một người cầm một cái vali vượt qua khỏi hàng rào kiểm soát yeah, được và chính đặt vào chiếc máy bay yeah, chính vì thế mà chính phủ anh quốc đã phải cử một cái phái đoàn lực lượng đặc biệt sang đây để bảo đảm được cái tiến trình kiểm soát hành lý từ ở trong khu vực ở bên trong phi trường cho đến ngoài máy bay họ cử người quý vị có thể tưởng tượng là những chiếc máy bay chở những du khách của anh quốc từ ai cập về nước đó là có những nhân viên tình báo đặc vụ ở bên dưới ngay ở phía trên máy bay wow. để bảo đảm là hành lý đưa lên máy bay là đã được kiểm soát hoặc là không cho hành lý lên máy bay luôn wow. để rồi mới bảo đảm những chuyến bay đó đưa du khách công dân anh trở về nước họ phải bảo đảm chứ họ không tin vào chính quyền ai cập, cập. nữa yeah. đó là lý do mà khổ nỗi đó ai cập càng im lặng bao nhiêu thì kinh tế của ai cập sẽ càng bị suy thoái bấy nhiêu lý do là khách du lịch họ không họ cần không đến nữa, nữa. Dạ vâng. chúng tôi trở lại ngay sau phần bảo trợ thương mại mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức trong ngày hôm nay